Xin chào, quý vị và các bạn đang nghe podcast Điểm tin ngày 21 tháng 3 trên kinh tế đô thị.vn được thể hiện qua giọng đọc của An Nguyên và Trần Long. Sau đây là những nội dung chính. Khám xét nơi ở của 4 tiếp viên Việt Nam Airlines. Hôm nay cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang làm việc lấy lời khai 4 tiếp viên hàng không Nguyễn Thanh Thủy, Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân và Đặng Phương Vân. Hiện bốn người này chưa bị khởi tố Công an cũng thực hiện việc tạm giữ, khám xét nơi ở của bốn tiếp viên nhưng không phát hiện ma túy. Báo Việt Nam Net dẫn nguồn cho biết nữ tiếp viên Trần Thị Thu Ngân có vai trò quan trọng trong vụ việc. Nhóm tiếp viên có lời khai về việc có liên hệ với các đầu mối ở Pháp và Việt Nam giao nhận hàng sách tay về nước để nhận tiền công 10 triệu đồng, trong đó họ có cung cấp về các loạt tin nhắn qua lại giữa các bên. Công an đã triệu tập một người tại Việt Nam có vai trò là môi giới để nhóm bốn nữ tiếp viên chuyển hàng từ Pháp về Việt Nam. Trước đó, vào sáng ngày 16 tháng 3, khi soi chiếu hành lý của phi hành đoàn chuyến bay mang số hiệu VN10 từ sân bay Paris Charles de Gaulle Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất Thành phố Hồ Chí Minh, đã phát hiện nghi vấn trong bốn vali của các nữ tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines. Sau đó, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện vali của Thủy và Quỳnh đều có 31 hộp kem đánh răng có thuốc lắc, tổng trọng lượng là 2,18 kg, 12 hộp chứa ketamine, còn gọi là hàng khay nặng khoảng 1 kg, Hành lý của Ngân có 780 g thuốc lắc, hành lý của Vân có hơn 2 kg thuốc lắc, 2 kg ketamin và cocaine. Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15 giờ chiều nay. Cụ thể giá xăng E5 Zon 92 giảm 780 đồng một lít về mức 22.020 đồng một lít. Giá xăng Zon 953 cũng giảm 780 đồng để có giá bán mới còn 23.030 đồng một lít. Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm, dầu diesel giảm 1.200 đồng về mức 19.300 đồng một lít, dầu hỏa có mức giá mới là 19.460 đồng một lít sau khi giảm 1.250 đồng một lít. Mặt hàng dầu ma rút giảm 800 đồng và có giá bán mới là 14.470 đồng một kg. Theo nhà điều hành, lý do xăng dầu giảm mạnh là bởi thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố như báo cáo lạm phát của Mỹ và lo ngại về việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, mối lo ngại về biến cố của một số ngân hàng ở Mỹ và châu Âu có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và kinh doanh. Hơn 50 doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam tìm cơ hội đầu tư. Từ hôm nay đến ngày 23 tháng 3, 50 doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ sẽ đến Việt Nam theo chương trình của Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN để thảo luận về các cơ hội đầu tư và hợp tác kinh doanh. Các doanh nghiệp này hoạt động trong các lĩnh vực quốc phòng, công nghệ, năng lượng, tài chính, bán dẫn, dược phẩm. Có thể kể đến những tên tuổi lớn như Boeing, SpaceX, Netflix, Pfizer, Abbott, Citibank, Meta, Amazon hay các công ty đã hoạt động kinh doanh sản xuất tại Việt Nam như Coca-Cola, Pepsi, Apple, Reuters dẫn lời ông Vũ Tú Thành, đại diện Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN tại Việt Nam cho hay, đây là phái đoàn thương mại lớn nhất của Mỹ từng đến Việt Nam. Theo chương trình, các doanh nghiệp sẽ gặp Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và một số bộ trưởng. Kỷ luật về đảng đối với ông Nguyễn Viết Dũng vì đánh nhân viên sân góp hôm nay Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tiến hành các thủ tục và thông qua nghị quyết cho thôi tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Viết Dũng. Trước đó vào ngày 6 tháng 12 năm 2022, nhóm 4 người trong đó có ông Nguyễn Viết Dũng chơi góp trên sân gôn BRG Đà Nẵng, phường Hải Hòa, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Tại đây ông Dũng đã dùng gậy driver đánh nhân viên sân góp. Sự việc gây xôn xao dư luận bởi hành vi côn đồ của một đảng viên cũng là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau khi vào cuộc xác minh, Công an quận Ngũ Hành Sơn quyết định xử phạt hành chính 6,5 triệu đồng đối với ông Dũng vì dùng gậy góp đánh người. Ngày 14 tháng 3, thị ủy thị xã Điện Bàn chỉ đạo cho chi bộ nơi ông Nguyễn Viết Dũng đang sinh hoạt, tiến hành họp để xem xét kỷ luật đảng đối với người này. Người Việt dành hơn 6 giờ mỗi ngày để sử dụng điện thoại thông minh. Hôm nay, Q&Me được điều hành bởi Asia Blood, Nhật Bản, công bố báo cáo ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam năm 2023. Theo báo cáo, người Việt Nam dành khoảng 6,2 giờ mỗi ngày cho việc sử dụng điện thoại thông minh. Trung bình trong mỗi tuần, mỗi người Việt sử dụng 20,5 ứng dụng. 6 trên 10 cái tên xuất hiện trong top 10 ứng dụng di động phổ biến nhất có số lượng người dùng đều là các ứng dụng quen thuộc như Facebook, Messenger, TikTok, YouTube, Instagram. Momo là FinTech duy nhất xuất hiện trong bảng xếp hạng này. Báo cáo cũng ghi nhận 75% người dùng điện thoại di động sử dụng ứng dụng thanh toán di động hoặc ứng dụng ngân hàng trực tuyến. Điều này cho thấy trong vài năm gần đây, thói quen quản lý tài chính và thanh toán của người Việt đã thay đổi đáng kể. Hầu hết người Việt chuộng xu hướng thanh toán không tiền mặt và các giải pháp đầu tư tích lũy trên các ứng dụng di động. Quý vị và các bạn đang nghe podcast của báo Kinh tế và Đô thị. Sau đây là phần điểm tin quốc tế. Thủ tướng Nhật Bản tới Ukraine trong khi Chủ tịch Trung Quốc họp bàn với Tổng thống Nga. Đài NHK đưa tin Chuyến đi tới Ukraine vào hôm nay của Thủ tướng Kishida được khởi hành từ Ấn Độ, nơi ông đã có cuộc gặp với Thủ tướng Narendra Modi. Ông Kishida là nhà lãnh đạo cuối cùng trong nhóm G7 thăm Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine cách đây hơn một năm. Chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine của Thủ tướng Kishida diễn ra vào thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có mặt ở Moscow để họp bàn với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình tới Nga kéo dài 3 ngày. Trong hội nghị thượng đỉnh, dự kiến Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thảo luận hợp tác chiến lược về năng lượng và quân sự cũng như cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Biden, ký luật giải mật thông tin nguồn gốc COVID-19 Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký đạo luật yêu cầu công bố tài liệu tình báo về nguồn gốc bùng phát đại dịch COVID-19. Reuters dẫn lời Tổng thống Biden, khi đạo luật này được thực thi, chính quyền của tôi sẽ giải mật và chia sẻ dữ liệu nhiều nhất có thể, trong khi vẫn tuân thủ những quy tắc nhằm ngăn chặn tiết lộ những thông tin có thể đe dọa an ninh quốc gia. Chúng ta cần tìm hiểu tận cùng nguồn gốc của COVID-19, bao gồm cả những mối liên hệ tiềm tàng với Viện Virus Học Vũ Hán. Trước khi được Nhà Trắng phê duyệt, dự luật giải mật thông tin tình báo Mỹ liên quan tới nguồn gốc COVID-19 đã được Quốc hội thông qua. Đợt dịch bùng phát bắt đầu vào năm 2019 tại thành phố Vũ Hán, phía đông Trung Quốc, dẫn đến gần 7 triệu người chết trên toàn thế giới cho đến nay theo số liệu chính thức. Hơn 1 triệu người trong số đó ở Mỹ. Trung Quốc cảnh báo đỏ sau khi 9 công dân bị giết ở Trung Phi. Đại sứ quán Trung Quốc tại Cộng hòa Trung Phi đã kêu gọi công dân tránh đi ra ngoài thủ đô Bangun sau khi 9 người Trung Quốc thiệt mạng trong một vụ tấn công tại mỏ vàng bên ngoài thành phố. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 20 tháng 3 cho biết mức độ rủi ro an ninh ở Cộng hòa Trung Phi ngoại trừ thủ đô là màu đỏ có nghĩa rất cao. Họ sẽ làm việc với các chính phủ và hướng dẫn đại sứ quán cùng lãnh sự quán Trung Quốc thực hiện các biện pháp hiệu quả hơn trong việc bảo vệ công dân và doanh nghiệp Trung Quốc ở châu Phi. AFP đưa tin, cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi chính quyền Cộng hòa Trung Phi trừng phạt nghiêm khắc những người sát hại 9 công dân Trung Quốc trong vụ tấn công vào khu mỏ. Quý vị vừa nghe podcast điểm tin ngày 21 tháng 3 của báo Kinh tế và Đô thị. Để có thêm thông tin, mời quý độc giả truy cập vào đường link kinh tế đô thị.vn. Xin chào và hẹn gặp lại!